giá chê thấp buồn nhắc bếp khô sắp bằng bí tăng nát chất tu phà gà mê tí á phi hòa đà nà út chú gà tê su xây dù giang kinh chi thằng quá u tăng quá lô kê sang qua cha răng gia chê tháp buồn nhà bê khô sam băng bi tăng nà cha tu pa ga mê tí a phi wa đà na u chu ga tê su say yô yang kinh chi thằng quá u tăng quá lô kê sang ngắt chân gia chê tháp buồn nhà bê khô sắp băng cha tu pa ga mê tí a phi wa đà na u chu ga tê su say yô văn kinh chí diết thăng quá hú tăng quá lô kê sang quá cha răng giá chê thấp buồn nhắc bếp khù sắp bằng bí tăng nát chát tu phà gam mê tí áp phi hòa đa na ú chú gá tê xú say dồ suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc phổ thơ hòa thượng Thích Minh Châu. Suốt năm tế tự cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này phần tư lợi ích chẳng tài một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền phổ thơ hòa thượng giới đức. Dạ, tín hiệu của chị Trần Đạo. Dạ, kính năng mời chị. Dạ, nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Đệ Đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Đi, cô tu nữ Tỷ Diêm. Kính chào với anh chị trong đạo tràng, cảm ơn anh chị Ngọc Quỳnh. Chị Đăng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 108 ạ. Nhằng kim chi diệt thăng và hung tăng hoa lô kê sáng hoa cha răng và chết tha tu na bách khô sập băng phi tăng na cha tu ba ga mê tí a bi va đa na u chu ga tê su say yô nhằng kim chi diệt thăng và hung tăng hoa lô kê sẵn qua cha răng và chế tha phun na bách khô sập băng bi tăng na cha tu pa ga mê ti a bi qua đa na u chu ga tê su say yu suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dằng kim chi dịch thăng hòa hu tăng hòa lô kê sẵn hòa cha răng gia chết tha phùn nã phách khô sập ba phi tăng ma cha tu ba ga mê tí a bi hòa đa na ô chú ga kê su say nhu suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này phần tư lợi ích chẳng tài một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền. Đó là phổ thơ của hòa thượng Như Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Xin gửi mít là cảm ơn huynh Quán Thanh Na đã viết bài. Xin gửi mít là cho chị Cẩm Vân ạ.
Dạ, xa thủ, xa thủ, xích trần đạo. Nam mô Bụt Thà giả, Nam mô Thầm Mà giả, Nam mô Sân Kha giả. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thường tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rum. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 108. Văn kim chí nhiếp thăng, quá hú tăng quá lô kê. Sang quá chá răng, giá chê thá, buôn nhá pét khô, sóc băm bí tạ tăng ná, chá tú bà gá mê tí, á bí hòa đá nà, út chú gá tê xú xây vô, dân kiên trí dít thăng, quá hú răng quá lô kê, sang quá chá dân, giá chê thá quỳnh nhá pét khô, sập bầm bí tăng ná chá tú bà gá mê tí, á bí hòa đá na út chú gá tề xú xây vô, giang kim chí dít thăng quá hú răng quá lô kê, sân quát chá răng giá chê thá quỳnh nhá pét khô, sắp băm bí tăng ná chá tú bà gá mê tí, á bí hòa đá na út chú gá tề xú xây vô, suốt suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư, kính lễ bậc chánh trực. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này, phần tư lợi ích tài một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tài huynh Quách Thá Ná Nguyên Tịnh nha, Xích Nhật Quỳnh nha, mời cô tu nữ Thâm Má Chá Rí nha, kính mời quý vị nha. Cảm nhân nhường mít. Con kính đảnh đại ba ngôi tâm bảo, con kính đảnh thể quý sư quý bà quý cô thương, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Dân khinh chi ít thằng quá hú tằng quá lô kê, sằng quá chá răng giá chê thá buồn nhá bét cô, sắp bầm bí tầm ná chắc tú bà gáp mê tí, áp phí hòa đát nà út chú gia tề xuất xây vô, suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư, kính lễ bậc chánh trực của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dặn chi nhìn thân hòa hô tam hoa lô kế, sẵn quanh cha năng và chế tha buôn nháp hên cô, sầm băng bi tăng na chạm tuôn pha ga mê tí, ấm phi hoa đa na ủ chứng ga tê xứ xây vô, dặn kiếm chi yên thân hòa hô tăng hoa lô kế, sẵn quanh cha năng và chế tha buôn nháp hên cô, sầm băng bi tăng na chạm tuôn pha ga mê tí, ấm phi hoa đa na ủ chứng ga tê xứ xây vô, suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này, phần tư lợi ích chẳng tài một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư và quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lành thầy tì nạn. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng.
Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 108. Yang tin chi di thang và hu tang và lô kê sang vát cha rang ya chê tha pun nhà bê kô sạp băng bì tân na cha tu pha ga mê ti Api vadana ucho gate su sayo Yang tin chi yitang va hutang va lo ke Sang vak charang yate tha punya peko Sapan pi tam na cha tu paga me tim Api vadana ucho gate su sayo Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Bản cổ tịch của Ngài Minh Châu. Suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này, phần tư lợi ích chẳng tày, một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền. Bản phổ thơ của Ngài Dư Đức Cha Nam Mô Phật Tha Gia còn xin được xuống mít. Dạ, kính mời Sít Ta Diệp Thuyền. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Sức Cộng Đồng cho nhận biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai Giá, con thành kính lãnh đệ Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhược bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhược bình kính lễ cô tu nữ thăm má chế lý. Nhược bình kính chào quý anh chị em đạo hữu với vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đăng Đông, cảm ơn Châu Khoan cho Nhược bình biết được tín hiệu. Chắc hôm nay cô tu nữ thăm má cha rí bận rồi, không thấy đưa bàn tay của mình lên. Nhà con kính tri ân sư. Nhà con xin được ôn bài câu pháp của kinh 108. Và cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Dằng kinh chư ghiết tăng quá hút tăng quá lộ kê sẵn quát cha rằng cha về tha buồn nhắp bét cơ sạp bằng tí tâm Di tăng na chát tu pha ga mê tị a phi qua đà na u chuk ga tê su say yo Dăng kinh chiêu diết tăng qua hút tăng qua lộ kê sang qua cha răng cha dê tha buôn nhập bét cô sa băng đà bi tăng ma chát pha ga mê tị a phi qua đà na u chuk ga tê su say yo Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Trần kinh chi dịch tăng hòa hô tăng hòa lô kê Sám hòa cha răng gia kệ tha buôn nha bét khô Sa bằng bi tâm mát na cha tu pha ga mê ti a pi qua đan na u chu ga te su say yo dằng kinh chi dịch tăng và hu tăng và lô kê sẵn qua cha răng gia chè tha buôn nha phát khô Sa băng bi tâm na cha thu pha ga mê ti a phi qua đa na u chu ga te su say yo Suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này phần tư là ít chặn tay một lần đánh lễ gọt mây thánh hiền Đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức và Từ Bi Hoan Hỷ. Đã Từ Bi Hoan Hỷ. Tiên phong ôn bài pháp quốc kinh 108.
Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Sức Rạng Đông, Thích Trần Đạo, Cẩm Vân, Thina Vinh Quách Thanh Á đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ cảm ơn Châu Phan, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ. Xin sám hối đạo tràng. Dạ con có một cái VM không thể không trả lời được. Dạ con xin sám hối đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ bây giờ đã đến giờ học bài mới câu phúc của kinh 109. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư là Đại Đức Minh Mẫn sẽ giảng giải từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu phúc của kinh số 109. Dạ cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã cho bài học. Dạ cảm ơn Châu Phan. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân trần dị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự ý nghĩa câu phúc của kinh 109. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Cảm ơn Quang Thanh. Dạ sa thú lành thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Dạ kính tri ân bà con đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, con thành kính đảnh lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục nghiên cứu bộ kinh Thammapada
với câu kệ số 109. Chúng tôi đó thì tạo cái nhân giảng pháp, còn bà con chúng ta đó thì tạo cái nhân nghe pháp. Cả hai nhân này đều là nhân phát sanh trí tuệ. Phải có hai nhân này thì mình mới có thể giải thoát được mọi khổ đau. Do đó chúng ta khéo tác ý, mình tạo nhân nào mình biết nhân đó, để càng ngày cái chánh kiến của mình nó càng được sắc sảo. Câu kệ pháp cú số 109 này gồm có 4 đoạn, chúng tôi xin được đọc qua 2 lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Afi wa dana si lisa, Afi wa dana si lisa. Đoạn thứ hai: Nichang buddha paccha jino, Nichang buddha paccha jino. Đoạn thứ ba: Chattaro thamma watthanti, Chattaro thamma watthanti. Và đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư: Ayuwano sukhang balang, Ayuwano sukhang balang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy chỉ có một từ. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Afiwadana cộng với là say ly. Say ly, ly, ly có cái dấu trường âm ở trên. Afiwadana. Đây là cái danh từ mà chúng ta sẽ thấy cái động từ ở trong cái bài kệ mà quý vị thường nghe chư tăng đảnh lễ Tam Bảo. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhawan tang apiwadami. Apiwadati là động từ, apiwadana là danh từ. Thành ra Afiwadana có nghĩa là tôn trọng, kính lễ hay là tôn kính. Thì đây là danh từ, thành ra mình thêm chữ sự vào. Sự tôn trọng, sự tôn kính, sự kính lễ. Seili, Seili là danh từ nam tính vì ngữ y. Chia theo cách thứ tư. Thứ tư với thứ sáu giống nhau, xin thưa quý vị. Isak. Thứ tư đó thì ở trong tiếng Anh đó họ thêm cái giới từ for hoặc là to vào. Seili là người có giới đức hay là người có đức hạnh. Thì Seilisa mình dịch ra là đến hay là đối với người có giới hạnh, người có đức độ. Nếu mà mình dịch nguyên cụm từ này ha, Afiwadana Seilisa, đó là tôn kính đối với người có đức độ hay là có phẩm hạnh. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Alo, alo. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên nít chăng, và đây là một trạng từ. Nít chá là vô thường, thì thành ra nít chá đó là thường. Mà trạng từ thì mình dịch đó là một cách thường, thường 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 xuyên. Một cách thường xuyên thì mình có thể dịch đó là thường thường. Từ thứ hai, Buddha Paccayino. Buddha Paccayino đây là một hợp
âm một hợp từ chúng ta tách ra vuttha cộng với là apachayi. Vuttha. Thì chữ vuttha này đó, đây là một cái quá khứ phân từ của cái động từ là vatthati. Đó thì thành ra đó chữ vuttha này mình dịch đó là đáng tôn kính, bậc đáng tôn kính, bậc trưởng thượng. Từ thứ hai, apachayi. Apachayi thì có nghĩa đó là sự tôn kính, sự cung kính, sự tôn trọng. Thành ra nguyên cả một cái hợp từ vuttapachayino. Ở đây đó, ino này cũng chia theo cách thứ tư. Thành ra mình dịch đó là đến hay là đối với. Sự tôn kính hay hay là sự tôn trọng đối với bậc trưởng thượng hay là đối với bậc đáng. Đó là chúng ta dịch hợp từ đó. Rồi tới cái đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên chattaro, và chattaro là số, số đếm. Chattaro chia theo chủ cách số nhiều, bổ nghĩa cho tham ma đó xin quý vị. Chattaro là bốn, tham ma là những pháp đó. Thamma chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có hình thức là A. Chattaro Thamma là bốn pháp. Từ cuối cùng Vatthanti là Vatthati, mà chia theo chủ cách là Thamma đó, chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là Anti. Vatthati đó có nghĩa là lớn mạnh nè, tăng trưởng. Rồi câu đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta có bốn từ, thấy có bốn từ. Bốn từ này chắc bà con cũng đã biết hết rồi, quen. Từ đầu tiên Ayu. Là tuổi thọ. Wana là sắc đẹp. Sukhan là hạnh phúc hay là an lạc. Ba lăng là sức mạnh. Cả bốn từ này nè, xin thưa quý vị, đều chia ở chủ cách số ít. Đó là Chattaro Thamma hai chấm, Ayuvanno Sukhang ba lăng. Đó, tức là liệt kê bốn pháp này ra đó. Rồi cái là Vatthanti. Nếu mà mình viết theo văn xuôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Dịch văn xuôi chúng ta lấy chủ ngữ dịch trước. Chattaro Thamma bốn pháp. Cái mình hai chấm. Ayu tuổi thọ, Vanno sắc đẹp, Sukhan an lạc, Ba lăng sức mạnh, Vatthanti tăng trưởng,
a phi wa dana se lisa tăng trưởng. À, cái chữ nít chân ở đây đó là cái trạng từ ha, cho cả hai cái cụm từ là Afiwa Dana Selisa và Vutha Pachayino. À, thành ra đó mình có thể dịch một lần thường thường hoặc là mình dịch hai lần thường thường cũng được. Bốn pháp tuổi thọ sắc đẹp an lạc sức mạnh tăng trưởng đến người ha. Nít chăng là thường xuyên hay là thường thường? Afiwa Dana Selisa là cung kính hay là kính trọng bậc có giới đức? Ê, phải cái Vutha Pachayino. Vutha Pachayino là tôn kính bậc đáng tôn kính hay là tôn kính bậc trưởng thượng. Dạ rồi, đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 109. Câu kệ này quen ha, xin thưa quý vị. À, bà con chúng ta nghe câu kệ này rất là nhiều lần rồi. Câu này là 109. Đây. Rồi, 109. Rồi, tiếp theo chúng con thành kính tỉnh Chư Tôn Đức. À, xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại rung Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể nói câu kệ này chúng ta đã nghe luôn nghe tới rất là nhiều lần. Bản thân của chúng tôi giảng bộ kinh Pháp Cú này thì cũng giảng câu kệ này hơn một lần rồi. Và rồi bà con chúng ta cũng nghe nhiều vị giảng sư khác giảng câu kệ này cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, chúng ta nên nghĩ vậy nè ha. Pháp Đức Phật đó giống như đó là pháp của Đức Phật đó thì được ví đó là linh đơn diệu dược. Thì linh đơn diệu dược đó, mình hiểu vậy ha. Uống vô đó mà không có bổ bề ngang đó thì cũng sẽ bổ bề dọc. Do đó đó là mình cứ uống. Rồi lại nữa đó. Nếu mình là phàm phu đó thì xin thưa quý vị cái niệm của mình không mạnh đâu. Do đó đó có thể đó là mình nghe rồi nhưng mà sẽ bị quên. Nghe rồi sẽ bị quên, xin thưa quý vị.
Do vậy đó là gì? Chúng ta phải có một cái ý niệm là cầu học. Cầu học. Trong cái cầu học đó đó, mình phải hiểu gì nữa? Là ôn cố tri tâm. Cái gì mà mình đã có nghe rồi, có học rồi đó, thì bây giờ mình ôn lại. Còn cái gì mà chưa nghe đó, thì bây giờ mình học mới. Và rồi nữa là xin thưa quý vị, thì theo quý vị ha, bản thân chúng tôi đã giả sử như ha, giảng câu này, câu kệ pháp cú số 109 này nè, 3 lần rồi, ví dụ vậy. Đó thì thử hỏi quý vị ha, chứ 3 lần này chúng tôi sẽ giống nhau không? Không nha, xin thưa quý vị. Không giống nhau dựa trên cái cơ sở nào à? Vì thời gian nó khác nhau nè. Thời gian nó khác nhau. Không gian cũng có thể là khác nhau. Có thể lần trước chúng tôi ngồi ở trên giường giảng, rồi lần này ngồi trên bàn giảng, rồi lần theo đó là cũng ngồi trên bàn mà ở một cái chỗ khác. Thời gian khác nhau, không gian khác nhau. Rồi theo quý vị chứ tâm trạng của chúng tôi có giống nhau không? Không hả? Đối với phàm phu đó thì xin thưa quý vị đó, tâm trạng không không có giống nhau đâu. Có những cái thay đổi. Thì từ những cái duyên đó sẽ dẫn đến là gì? Bài pháp mặc dù cũng cùng một đề đà tài đó, nhưng mà có cái khác khác. Và vì có cái khác khác đó, đó cho nên chúng ta có cái để chúng ta học. Chính vì vậy đó mà chúng ta nghe nhiều người giảng đó, thì làm cho cái sự hiểu biết đó của mình đó, nó phong phú hơn, nó rộng rãi hơn. Rồi cũng từ cái chỗ đó đó mình mới có cái cơ sở để mà mình so sánh chi à? Thấy ra được ở đâu là cái cốt lõi. Chứ còn mà mình không có nhiều cái cơ sở để mà mình so sánh vậy đó, thì xin thưa quý vị, mình khó để mà thấy được cái gì là cốt lõi, ở đâu là cốt lõi. Đó là bản thân của chúng tôi ha. Rồi bản thân của quý vị, có thể hôm nay quý vị nghe cái câu kệ này nè ha, ở cái chỗ đó, nhưng mà lần trước là nghe ở cái chỗ khác, rồi thời gian khác, chỗ khác, tâm trạng nó khác vậy đó, thì thành ra là gì, cái sự tiếp thu nó cũng sẽ khác đi. Mình phải có cái sự khéo tác ý vậy đó. Thì từ cái chỗ đó mới giúp cho bản thân của mình đó siêng năng hơn trong cái việc nghe. Chứ còn á, mình mà không có khéo cái sự suy nghĩ, khéo cái sự tác ý vậy đó, rồi cái dẫn đến là gì? Lúc đó mình suy nghĩ, ô, câu này nghe rồi, nghe nữa chán lắm. Thì lúc đó sao xin thưa quý vị? Nếu ha, mà không có một việc thiện nào đó tốt hơn đó, thì lúc đó mình sẽ bỏ qua cái cơ hội để được tạo việc thiện nghe pháp này nè, thì là thiệt thòi cho mình, uổng cho mình. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu duyên sự và ý nghĩa của câu kệ này. Câu kệ pháp cú số 109 này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự ở cái xứ gọi là Đi Khá Lâm Bí Cá, trong một cái am hay là cái cốc ở trong rừng, và đề cập đến cậu công tử. Mà cậu công tử này đó cái lúc đầu đó thì chưa có cái tên này, sau này đó mới có cái tên gọi là Đi Khà Dũ. Đó là vào thời kỳ Đức Thế Tôn có hai vị Bà La Môn ở trong thành Đi Khá Lâm Bí Cá. Cả hai ông Bà La Môn này đi xuất gia, tức là đi tu theo đạo Bà La Môn, và tu theo cái hạnh khổ hạnh, rồi đi chỗ này chỗ kia rất là nhiều nơi trong 48 năm như vậy. Tu lâu mà không có thành tựu, tức là không có đạt đến cứu cánh của đời tu hành,
Thì một trong hai vị đó mới, mình có thể nói đó là hơi nản nản, cái mới khởi lên cái ý đó là tu lâu vậy đó mà mình không có thành tựu được, cứu cánh đời sống tu hành chi cả. Dòng dõi của mình đó, nếu mà đi tu kiểu này đó thì có thể đó là sẽ bị tiêu diệt, không có ai nối dõi tông được. Cho nên đó là cái người mà khởi lên cái suy nghĩ này đó mới ra đời không tu được. Thì ra đời sao sinh thú gì? Ra đời đó thì cưới vợ, cưới vợ rồi là sẽ sanh con. Còn cái người kia đó, cái vị đạo sĩ kia đó cũng tiếp tục tu hành. Và xin thưa quý vị đó, cái vị đạo sĩ kia đó tu hành và có những thành tựu nhất định, tức là trí tuệ cũng sáng suốt hơn, cũng nhận biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, khả năng của mình đến đâu, thì đó xem như là cái thành tựu của họ đó. Chứ còn nếu mà nói thành tựu cao hơn đó, thành tựu trở thành bậc thánh đó, thì xin thưa quý vị, ở trong bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy cho người đệ tử sau cùng của Ngài đó, thì ngoại đạo không có sa môn. Tức là gì? Không có tu bát thánh đạo đó thì không trở thành bậc thánh được. Mà bát thánh đạo đó thì chỉ có ở trong giáo pháp của Đức Phật Gotama thôi. Chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật Gotama thôi. Thì thành thử ra là gì? Ai mà về dưới trướng của Đức Phật Gotama đó, thì người đó mới có thể trở thành bậc thánh được. Còn những ai đó mà không tu dưới sự hướng dẫn của Đức Phật Gotama, của Đức Phật Thích Ca đó, thì không trở thành bậc thánh được. Đó. Thì từ cái chỗ đó đó chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu đó, họ có thành tựu nhưng mà cái thành tựu đó, đó chưa phải là bậc thánh. Thì người ra đời đó, có vợ có con xong cái mới nhớ đến người bạn tu hành của mình đó, cho nên đó là mới dẫn vợ con đến thăm cái vị đạo sĩ đó, người bạn đó. Người cha lúc này cũng có con rồi, thành ra gọi là người cha. Người cha mới hỏi, xin thưa quý vị, ban đầu đó ha, là cả ba người đảnh lễ, thì vợ người chồng đảnh lễ đó, thì ông đạo sĩ đó ông đều phúc chúc cho được sống lâu hết á. Nhưng mà đến khi đứa nhỏ đảnh lễ đó, thì cái ông đạo sĩ đó ổng làm thinh, ổng nói chi cả. Thấy vậy đó, cái người cha mới hỏi chứ, thưa ngài, tại sao đó là khi chúng tôi đảnh lễ đó thì ngài chúc là được sống lâu, nhưng mà rồi cái đứa nhỏ này đảnh lễ đó thì ngài không nói chi cả. Cái ông thầy Bà La Môn nói ra, đứa bé này sắp gặp đại nạn rồi. Thì xin thưa quý vị, đây là cái thành tựu tu hành của họ đó, trí tuệ minh mẫn sáng lên đó. Thì trí tuệ minh mẫn sáng lên nè, họ biết được điều này đó là qua tướng số, chứ không phải là họ biết được cái điều này đó là qua thiên nhãn thông, là túc mạng thông đâu. Cái biết được vậy đó. Cái ông cha đó ông hỏi tiếp, bạch ngày vậy nó sống được bao lâu nữa? Cái ông Bà La Môn nói sống được 7 ngày nữa. Cái ông người cha đó thương con cho nên mới hỏi tiếp chứ, bạch ngài có phương pháp nào để hóa giải không? Cái ông đạo sĩ đó đó, đây cũng là người tu hành chân chánh, có sao nói vậy? Thì ông mới nói đó là bản thân ta đó thì không có làm được. Thì người cha mới hỏi vậy chứ ngài có biết ai có khả năng hóa giải được không? Cái ông đạo sĩ ông mới nói đó là có Sa Môn Cù Đàm. Ông hãy đi đến tìm Sa Môn Cù Đàm, nhờ Sa Môn Cù Đàm giúp thì sẽ được việc. Cái ông Bà La Môn này
nó cũng còn đắn đo, mình là Bà La Môn mà. Thì giờ theo Sa Môn Cồ Đàm đó, tức là theo ngoại đạo, thì lúc đó sẽ đức tâm quy sáu. Cái ông đạo sĩ kia ông nói: trời ơi, thì giờ này đó mà còn câu nệ gì nữa, của con ông quan trọng hơn. Cái ông thầy Bà La Môn đó nghe vậy đó, cái dẫn vợ dẫn con đến ý kiến đức bổn sư. Khi đảnh lễ đó, đức bổn sư cũng chúc vợ của ổng đó sống trường thọ. Nhưng mà khi đứa con đảnh lễ đó thì ngài cũng làm thinh vậy. Đó, cái ông Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn giống như mà ổng hỏi ông đạo sĩ kia vậy đó. Đó, cái cái ông thấy đức bổn sư êm vậy đó, cái ông mới nói chứ bạch ngài đó có cái tai họa gì xảy đến cho con của con không? Đó, cái Đức Thế Tôn ngài nói có. Ông mới hỏi vậy chứ làm sao để quá giải được. Cái Đức Thế Tôn được, có cách chứ. Ngài mới chỉ dọn cái cách. Ngài nói ổng đó làm một cái che một cái rạp ở trước nhà của mình á, rồi giữa rạp đó để một cái bàn hay là một cái ghế hoặc là một cái gì đó dài dài to to đó, để xung quanh đó là các cái ghế ngồi hoặc là tọa cụ chỗ ngồi gì đó, bắt đầu đó mới thỉnh 8 vị hoặc là 16 vị thinh văn đệ tử của Như Lai đó lên đó ngồi tụng kinh Bharata liên tục 7 ngày. Nếu mà ông làm được vậy đó thì cái tai họa đó có thể được tiêu tan. Cái ông Bà La Môn này ông nói bạch nghe Cô Đàm, những cái việc mà che rạp sắp xếp chỗ ngồi đồ này kia cái nọ đó là tôi có thể làm được hết, nhưng mà là tôi có thể thỉnh được thinh văn đệ tử của ngài. Thế Đức Thế Tôn ngài nói đó là cái chuyện sắp xếp mọi công việc che rạp chỗ ngồi này kia cái nọ đó thì ông cứ làm, còn cái chuyện mà thỉnh thinh văn đệ tử của ta đó thì để Như Lai làm. Cái ông này ông sa thú làm thay ông gì à? Ông làm y chang như lời của Đức Thế Tôn ngài dạy vậy đó. Đức Thế Tôn ngài cử chư tỳ kheo đến tụng kinh Bharata suốt 7 ngày không có gián đoạn. Rồi đến ngày thứ 7 đó, đích thân Đức Thế Tôn ngài ngự đến. Và ở trong cái cổng nhà của các ông Bà La Môn đó, thì chư thiên trong khắp cõi Ta Bà đó đều đến, vân tập đến rất là đông, vì có cái sự hiện diện của Đức Thế Tôn mà. Thì ngay lúc đó có một cái con dạ xoa sau 12 năm hầu hạ phục vụ cho thiên vương Viswana, thì những cái con dạ xoa mà phục vụ cho thiên vương Viswana này nè, suốt 12 năm đi lên hồ Anuttara để mà lấy nước đem về phục vụ cho thiên vương, phục vụ cho các thiên chúng. Thì sau khi mà làm xong cái công việc 12 năm vậy đó, thì thiên vương Viswana này nè sẽ cho nó được tự do. Cho nó được tự do. Có thể đó là tự do ngày nè, hoặc là gì đó, có thể đó là cấp cho nó một cái vùng đất nào đó, đó để nó quản lý. Đó thì có một cái con dạ xoa này nó được phục vụ, nó phục vụ đúng 12 năm
Và đến cái ngày thứ bảy mà Chư Tăng đang tụng kinh Paritta đó là hết, là xong xong cái phận sự của nó. Cho nên đó là Thiên Vương của Na đó mới cho nó được nghỉ ngơi một ngày. Một ngày đó là nó tự do, nó muốn làm gì đó nó làm. Đó thì nó rảnh mà, cái thành ra đó là nó đến, nó bắt cái đứa nhỏ này để mà nó ăn. Nó bắt cái đứa nhỏ này để mà nó ăn. Thì xin thưa quý vị đó là khi mà nó đến đó đó, thì ở cái chỗ đó đó có Đức Phật nè, rồi có chư thánh tăng đệ tử của ngài đó, thì thành ra là sao à, chư thiên rất là đông. Chư thiên người ta đến, người ta hầu hạ nè, cung kính nè, tôn trọng nè, phục dịch nè, Đức Phật cùng với thánh chúng, rồi đến đó đó để nghe pháp nhũ từ nơi ngài, từ nơi thánh chúng đệ tử của ngài. Đó, do đó đó là quá trời chư thiên luôn. Mà chư thiên đến đó đó thì quý vị biết rồi, đâu có phải là chư thiên bèo cỡ vua trời Đế Thích nè, hoặc là tứ đại thiên vương nè, thậm chí có cả Phạm Thiên. Trong khi đó đó, cái con Dạ Xoa này đó, nó là lính của tứ đại thiên vương mà. Để theo quý vị chưa thấy chủ mình ha, tứ đại thiên vương đó, chủ mình đó rồi mình có dám vô đó tung quỳnh ngang dọc không? Làm sao dám được? Ê, do nó kém đức độ quá. Thành ra đó là gì? Vô chưa tới cổng nữa, xin thưa quý vị, là đã bật ra rồi. Cái quy lực, cái quay lực không bằng. Thành ra bật ra. Và càng về sau đó thì chư thiên đến càng đông đó, thì những gì mà quy lực yếu đó thì càng dạt ra xa được. Đó, cho nên cái con Dạ Xoa này nó bất lực. Xa quá rồi. Và xin thưa quý vị, thì theo quý vị thấy được rảnh có ngày à. Đó, mà bây giờ ngày đó đó nó vô cái vùng đó không có được thì làm sao nó bắt được đứa bé đó. Cho nên đây là gì? Suốt cả cái đêm đó đó, Đức Phật cùng với thánh chúng đó tụng kinh Paritta. Và quá cái thời hạn rồi, cái con Dạ Xoa đó là nó hết được tự do rồi. Tự do nhiêu đó nó hết cái thời gian rảnh rỗi của nó thì là nó phải về, nó làm việc tiếp. Và sau khi Chư Tăng với Phật tụng kinh Paritta hết 7 ngày, đến ngày thứ 8 đó, thì người ta mới ba mang cái đứa bé đó đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lúc này nè, ngài mới phúc chúc cho nó đó là được trường thọ. Được trường thọ. Thì cha của đứa bé mới hỏi chứ, thưa Đức Cụ Đàm, đứa bé này sẽ được trường thọ bao lâu? Thì Đức Phật ngài mới nói đứa bé này sống được 120 tuổi. Do đó đó mà cha mẹ của đứa bé này mới đặt cho đứa bé này đó cái tên là Đi Kha Dũng. Khá là dài, là trường, ayu là tuổi thọ. Thì tao mới dịch đó là Đi Kha Dũ là trường thọ, sống lâu. Rồi đến một ngày kia, Chư Tăng mới ngồi tại giảng đường, khởi lên bàn tán liên quan đến cái câu chuyện này, nói rằng này các đạo hữu, các đạo hữu biết không, nghe nói cái cậu bé trường thọ đó đó phải bị chết trong vòng 7 ngày. Thế mà bây giờ đó lại sống thọ đến 120 tuổi. Khi đi đâu cũng có 500 tùy tùng bao vây. Chắc phải có một cái lý do gì đó khiến cho chúng sinh ấy, khiến cho cái cậu ấy đó được tăng trưởng tuổi thọ, vân vân. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài ngự đến, ngài mới hỏi này các tỳ kheo, hôm nay các tỳ kheo thảo luận về cái chuyện chi đó? Thế chư tỳ kheo mới bạch là bạch Đức Thế Tôn, chúng con thảo luận về cái chuyện của cậu bé Đi Kha Dũ. Nghe vậy Đức Thế Tôn ngài mới giải thích, ngài nói này các tỳ kheo, không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu.
Sở dĩ những chúng sanh này đó được như thế là nhờ đã kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển bốn lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa nên mới được tăng tuổi thọ. Nói rồi Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết lên câu kệ hôm nay chúng ta học này, để chấm dứt cái buổi nói chuyện đó. Ngài thuyết Aphiwa Danase Lissa Nichang Vutha Pachayino Chattaro Thamma Vathanti Ayuwano Sukhang Balak. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, họ sắc lạc sức mạnh. Và có cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Quý vị quan hỷ đưa cái bản dịch đó lên luôn. À đây rồi, chúng tôi thấy rồi. An vui sắc đẹp sống lâu, dồi dào sức khỏe, bốn câu chúc mừng. Cho ai kính lễ cúc cung, những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa Môn. Còn Ngài Hòa Thượng Pháp Minh thì Ngài dịch như thế này: quan hỷ lễ bái kính nhường, các bậc trưởng lão thì thường gia tăng, bốn điều phước báo cội căn, sống lâu đẹp đẽ, bình an hùng cường. Và có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là bốn cái phần tham khảo để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật này dạy. Vậy thì qua duyên sự nè. Duyên sự đó là những cái gợi mở để mình hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ. Rồi qua bốn bản dịch này nè. Chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này là gì. Ở trong câu kệ này, xin thưa quý vị, có mấy cái khái niệm mà mình cần phải nắm bắt, nắm chắc thì mình hiểu được cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ mà Đức Phật này dạy. Bốn pháp Ayuwano Sukhang Balang, đây là thành quả, là kết quả. Thì để có được cái kết quả này nè, là mình phải làm cái gì? Tức là mình phải tạo cái nghiệp gì? Mà nói gọn ra là mình phải làm cái gì? Thì trong cái câu kệ này mới dạy đó, mình phải Aphiwa Danase Lissa. Nếu mà nói cho đủ ha, thì là Nichang Aphiwa Danase Lissa, rồi là Nichang Vutha Pachayino. Đó là mình phải thực hiện hai pháp này, hay là mình phải tạo hai cái loại nghiệp này, thì mình sẽ thành tựu được bốn pháp. Vậy thì ở đây chúng tôi xin được giảng cái kết quả trước, rồi giảng cái nhân sau. Tức là giảng cái quả trước, rồi mới giảng nhân sau. Hay là giảng kết quả trước, rồi mới giảng điều kiện sau. Thì kết quả ở đây đó là Ayu Wano Sukhang Balang. Ayu là tuổi thọ. Ayu là tuổi thọ. Mà theo cái cậu bé này đó, thì cậu bé này đó chỉ có thể sống thêm được 7 ngày nữa thôi. Thì mình giả sử hay xin thú gì, lúc đó cậu bé đó chừng 5 tuổi đi, thí dụ vậy. Đó thì theo lẽ là cậu sẽ chết, là vì có quan trái với cái con dạ xoa. Dạ xoa đó đến đó, nó ăn thịt cậu ta. Đó, nhưng mà may mắn đó là cậu ta đó được làm con của một ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn này đã từng đi tu theo bà đạo Bà La Môn đó, xin thưa quý vị. Thì dù cho tu đạo nào đi nữa đó, nhưng mà hễ người đó có sự hiểu biết đúng đắn đó, thì đó cũng là nhân, là duyên hỗ trợ khiến cho đó cái người cộng sanh ra đó, xin thưa quý vị, được tai qua nạn khỏi. Và nhờ đó mà cậu này được sống đến 120 tuổi, là trường thọ, là có tuổi thọ đó, xin thú chí.
À, rồi thứ hai đó, thì tuổi thọ mình hiểu thông thường là vậy hay xin thưa quý vị ha? Như là bây giờ mình sống ở trên cái cuộc đời này ha, nói theo kinh á, thì tuổi thọ trung bình của chúng sinh hiện giờ đó là khoảng 74 năm, 74 tuổi. Vì giáo pháp của Đức Thế Tôn trải qua 2600 mấy rồi, tức là mất hết 26 tuổi. 100 mà trừ đi 26 thì còn lại có 74. Nếu mà mình sống được 74 tuổi thì theo quý vị đó là mình có được thọ chưa? Được rồi đó. Và còn nói theo người phương Đông mình đó, thì sống đến 61 tuổi là người ta đã gọi mình sống thọ rồi. Còn mà sống dưới á, tức là mình sống đáo lai đó, thì là 61 tuổi là thọ rồi. Sống dưới đó, đó thì là mới là yếu thọ, là hưởng dương thôi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, có người sống hơn 74 tuổi. Như là vừa rồi chúng ta thấy ở bên Nhật vậy đó, có cụ bà sống trăm hai mấy tuổi đó. Rồi mà mình coi trong kinh sách thì thấy có nhiều người sống đến 160 tuổi. Cả trường thọ là như vậy. Vậy thì đó là cái kết quả thứ nhất. Cái kết quả trường thọ đó, đó thì theo quý vị là do cái gì ạ? Cái nhân cụ thể ha, nhân nào quả đó đó. Mình học kinh sách nhiều nè, nghe các cái vị giảng sư giảng cũng nhiều nè ha. Do mình sát sanh đó thì mình yếu thọ. Bây giờ mình không có sát sanh, không có đánh đập nè, không có la rầy chửi bới nè, không có đoạt mạng sống của chúng sinh khác đó, thì đó là cái nhân khiến cho mình đó được trường thọ, tức là được sống lâu, là nhân chính xác, nhân cụ thể đó, tức là nào quả đó đó. Rồi thứ hai, sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây mình hiểu là gì, là dung sắc. Sinh ra có da dẻ hồng hào nè, mắt tai mũi miệng cân đối, ai nhìn vô cũng bắt mắt. Đó là sắc đẹp. Vậy thì cái sắc đẹp này nè, cái nhân trực tiếp là gì xin thưa quý vị? Chúng ta đọc ở trong kinh 32 đại nhân tướng của Đức Phật đó, thì ở trong đó mới nói đó, có sắc đẹp, Đức Thế Tôn ngài có sắc đẹp đó là do gì ạ? Đời xưa kiếp trước đó, ngài bố thí cúng dường đủ loại y phục. Tức là loại nào ngài cũng đã từng bố thí cúng dường hết. Đẹp cũng có, xấu cũng có, thượng hảo hạng cũng có, trung bình cũng có. Rồi thêm cái gì nữa? Nhờ giữ gìn cái tâm để không cho sân phát. Cho nên đó là mới có được sắc đẹp. Thì đây là nhân trực tiếp, xin thưa quý vị. Tức là nhân nào quả đó đó. Ở đến hạnh phúc. Hạnh phúc là sự an lạc. An lạc đó là tâm mình an lạc mà thân mình cũng an lạc nè. Để theo quý vị đó, cái nhân trực tiếp của an lạc hạnh phúc này là gì? Rất là nhiều xin thưa quý vị. Nhiều nhiều lắm xin thưa quý vị. Thí dụ như Đức Thế Tôn ngài dạy cho ông cấp cô độc đó. Người mà có được bốn pháp đó thì người đó sẽ sống được an lạc hạnh phúc. Đó thì bốn pháp đó là gì? Có của cải tài sản. Rồi được tự do thụ hưởng của cải tài sản đó. Rồi gì nữa? Không có nợ nần. Không có nợ nần. Thứ tư là gì? Không có lầm lỗi. Không có lầm lỗi tức có nghĩa đó là thân không có lầm lỗi, khẩu không có lầm lỗi, ý không có lầm lỗi. Đó thì lúc đó là được sống an lạc hạnh phúc. Rồi sống an lạc hạnh phúc ở đây đó, mình hiểu nữa là gì?
an lạc hạnh phúc này ở trong cái bài kinh Đa Thọ đó, Đức Thế Tôn phân nhiều cấp độ, là được thụ hưởng dục lạc ngũ trần là an lạc hạnh phúc. Được thụ hưởng dục lạc ngũ trần là sao? Là mình có nhiều của cải tài sản vật chất nữa, có danh vọng địa vị nè, quyền thế nè, thân bằng quyến thuộc, mối quan hệ ở trong xã hội vân vân, là mình có được an lạc hạnh phúc. Rồi có sự hiểu biết thông minh đổi đạt nữa, là mình có được an lạc hạnh phúc. Đó là một kiểu an lạc hạnh phúc. Nhưng mà cái an lạc hạnh phúc đó, Ngài nói đó là không có bằng cái an lạc hạnh phúc của trong sơ thiền. Sơ thiền là gì? Là ly dục, ly cái bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tử. Cái an lạc này nè, xin thưa quý vị, an lạc hạnh phúc này nè, vẫn còn có tầm, có tứ, tức là vẫn còn cái gì? Tìm kiếm đối tượng, dán chặt cái tâm của mình vào đối tượng, chứ chưa có tự tại. Thành ra đó, cái an lạc hạnh phúc này vẫn còn thấp. Để bắt đầu đó, Đức Thế Tôn ngày mới phân tiếp nữa đó, là an lạc hạnh phúc trong nhị thiền cao hơn sơ thiền, tam thiền cao hơn nhị thiền, tứ thiền cao hơn tam thiền, ngũ thiền cao hơn tứ thiền, không vô biên xứ thiền, rồi đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, an phúc từ thấp lên cao vậy đó. Và cái an lạc hạnh phúc cao tột đó là diệt thọ tưởng định. An lạc hạnh phúc có nhiều cấp độ vậy đó, xin thưa quý vị. Thì từ cái chỗ đó đó mình sẽ hiểu là gì, mình muốn có được cái loại an lạc hạnh phúc nào thì mình phải tạo một cái nhân tương ứng đó. An lạc hạnh phúc của cái việc mà được thọ hưởng dục lạc ngũ trần, thọ hưởng dục lạc ngũ trần này là cũng phân ra ba loại, là thọ hưởng dục lạc ngũ trần này về phương diện vật chất, thọ hưởng dục lạc ngũ trần này về phương diện danh vọng địa vị sức khỏe, thọ thụ hưởng dục lạc ngũ trần về phương diện tri thức tri kiến, có nhân hết thôi. Thì từ cái chỗ đó đó mới ở trong kinh nó mới tạo ra là mình mới phân ra đó, mình tạo phước có ba nhóm, là nhóm nhân tạo phước vật nè, nhóm nhân tạo phước đức nè, nhóm nhân tạo phước trí, phước hữu lậu là để mình được thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Khi có được thụ hưởng dục lạc ngũ trần thì mình có được an lạc hạnh phúc. Nhưng mà cái an lạc hạnh phúc này đó nó thấp, nó thấp, nó thô thiển lắm. Do đó đó Ngài mới trình bày có nhiều an lạc hạnh phúc cao hơn nữa, để từ cái chỗ đó đó mà tùy thuộc vào cái ước muốn, mục đích của mỗi người, để mà mình có cái sự lựa chọn. Mình muốn an lạc hạnh phúc tột độ là mình phải đạt cho đến được cái trạng thái là diệt thọ tưởng định. Thì khi đó mình sẽ đạt được cái an lạc hạnh phúc. An lạc hạnh phúc này theo chúng tôi đó thì nói là an lạc hạnh phúc đúng lắm, là đỉnh rồi. Không còn cái an lạc hạnh phúc nào cao hơn cái này được. Đó là nhân nào, quả đó là vậy. Đến cái quả cuối cùng, sức mạnh. Thì sức mạnh ở đây đó, chúng ta biết bà Visakha ha. Đó, bà Visakha đó, bà có một cái sức mạnh khủng khiếp. Một con voi mà thuộc bậc thượng đó. Đó, mà bà có thể chỉ cần hai ngón tay thôi là đẩy lùi được cái con voi đó. Thì với người vậy đó, là người đó có một cái sức mạnh nội hàm, sức mạnh tiềm ẩn bên trong đó, khủng khiếp lắm đó, xin thưa quý vị. Thì mới làm được cái điều đó. Thì từ cái chỗ này đó mình sẽ hiểu sức mạnh đây có hai, là sức mạnh về thể, thể chất đó, và sức mạnh về tinh thần. Sức mạnh về thể chất là cái sức mạnh thuộc vật chất này, xin thưa quý vị. Còn cái sức mạnh tinh thần đó là sức mạnh của cái tâm, cái tâm lực đó. Vậy thì làm sao để mình có được hai loại này, xin thưa quý vị? Theo quý vị chứ, khi mà mình một cái việc gì đó, ví dụ như là bố thí này, hay trì giới này, hay là tu tiến, tâm lực mình mà yếu quá đó, thì cái việc làm đó có đưa đến kết thúc được không? Có làm đến nơi đến chốn được không? Không. Khó lắm. Thì thành ra là gì? Bất
kỳ một cái việc phước nào mình làm, bất kỳ một cái việc phước nào mình làm, mình cũng ráng làm cho cái tâm của mình đó ước muốn làm cái việc đó thật mạnh. Và như vậy thì ứng dụng cái gì, xin thưa quý vị? Mình phải ứng dụng bốn trưởng đó, dục cần tẩm tẩm, để mà mình tạo các cái việc phước. Dục là lòng mong muốn, cần là sự siêng năng nỗ lực, dục cần tâm là cái tâm của mình mạnh mẽ, thẩm là sự thẩm tra thẩm xét kỹ càng, hiểu biết rõ ràng để mình làm các cái việc phước đó. Do mình làm vậy đó thì sau này cái kết quả của cái việc phước mà nó trổ đó, khiến cho đó mình có một cái cơ thể khỏe mạnh cường tráng. Chúng ta thấy cơ thể của Đức Phật đó có khỏe mạnh có cường tráng không? Cơ thể của tôn giả Ananda nè, của tôn giả Sa Lợi Phất nè, của tôn giả Mục Kiền Liên nè, vân vân, có cường tráng khỏe mạnh không? Xin thưa, có. Đây là vì do quá trình tạo phước. Mà mình nói một cách khác đó là quá trình tu tập Ba La Mật Độ đó, là người ta làm dựa trên bốn trưởng, hoặc là gì, làm dựa trên tứ như ý túc, làm một cách mạnh mẽ y pháp vậy đó. Nhờ vậy đó mà khi cái quả nó trổ đó, khiến cho người ta có một cái thể lực nè mạnh mẽ khỏe khoắn, rồi tâm lực cũng mạnh mẽ khỏe khoắn. Kết quả là như vậy đó, sư tôi vậy. Đây là bốn cái kết quả này, là bốn kết quả này chúng tôi giảng theo nhân trực tiếp. Nhưng mà ở trong Phật pháp của mình đó thì còn dạy rằng ha, một nhân không phải chỉ cho một quả, mà một nhân có thể cho ra nhiều quả. Rồi ngược lại, một quả không phải chỉ do một nhân, mà một quả có thể do nhiều nhân. Do nhiều nhân. Vậy thì cái nhiều nhân này đó là do cái gì? Do cái gì dẫn dắt? Xin thưa, ở trong kinh Tăng Chi Pháp Mục Chi, thì ở trong đó Đức Thế Tôn ngài dạy đó là có một pháp mà đưa đến kết quả lớn thù thắng, đó là Yoniso Manasikara, kéo tác ý. Kéo tác ý sư thú gì? Thì thành ra thành thử ra nhờ kéo tác ý này mà có thể mình cho người ta một bữa ăn thôi, hoặc là cho người ta một chén cơm thôi. Nói bữa ăn thì đôi khi nó hơi nhiều, nhưng cho người ta một chén cơm thôi mà sẽ rồi nói theo kinh ha, thì là cho người ta một miếng cốm rang thôi, thì là cái kết quả nó trổ lại là kết xu. Như là cái cô tiên nữ cốm rang nó bố thí cho cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất có miếng cốm rang đó, mà cái kết quả cổ gặt hái được là cái gì? Là một cái tòa cung điện nguy nga tráng lệ, có rất là nhiều tiên nam tiên nữ hầu hạ tại cung trời Đao Lợi. Cái đó chưa hết đâu, gián tiếp khiến cho cổ đó thành tựu được quả vị Tu Đà Quần. Đó, quý vị thấy có miếng cốm rang mà có được kết quả luôn đúng không? Nếu mình xét trên cái góc độ là nhân nào quả đó đó, thì là mình bố thí cốm rang đó thì là cho của cả tài sản thôi, tức là cho cái lâu đài thôi rồi. Đằng này ngoài cái lâu đài ra được khuyến mãi đó là có trai tới gái hậu ả nữa nè. Đó, rồi còn một cái khuyến mãi cực kỳ đặc thù đặc biệt nữa đó là đạo quả Tu Đà Quần. Đây là do ở chỗ khéo tác ý. Nhờ khéo tác ý đó mà một nhân có thể cho ra nhiều quả. Vậy thì sau khi mình đã hiểu quả rồi, bây giờ mình mới quay lại nhân này. Nhân ở đây, điều kiện ở đây Đức Thế Tôn ngài dạy là gì? Nichang Naphiwa Danasi Lissa Nichang Vuthapachayinu. Tức là gì?
thường thường tôn trọng, kính trọng bậc có giới hạnh, thường thường tôn trọng kính trọng bậc trưởng thượng. Thì ở đây đó mình có thể ghép lại, mình hiểu, mình hiểu một cái đối tượng thôi, đó là gì? Là bậc thánh, như trong duyên sự này tính luôn cả Đức Phật, hoặc là người đang đi trên con đường trở thành bậc thánh, hoặc là trở thành chư Phật, thì đó chính là người có đức hạnh, người có đức độ. Mình cung kính tôn trọng đối tượng đó, thì xin thưa quý vị, mình cung kính tôn trọng thôi, hay là sau khi cung kính tôn trọng xong mình sẽ làm tiếp những cái gì khác? Xin thưa với bà con, phải tôn trọng kính trọng xong rồi để đó, mà tôn trọng kính trọng nè, người ta có cái đức hạnh, cái pháp tính tốt đẹp gì, mình học hỏi, mình phát triển, mình phát triển theo, từ từ cái chỗ đó đó mình mới đạt được những cái kết quả này. Chúng tôi thấy hết giờ rồi, bà con cũng đi, thành ra đó là mong mỗi người chúng ta khéo tư duy, khéo tác ý để hiểu người có giới hạnh này đó. Thì ở đây chúng tôi giải thích luôn đó là bậc thánh nè, chư Phật nè, người đang đi trên đường trở thành bậc thánh nè, người đang đi trên đường trở thành chư Phật đó, mình cung kính tôn trọng, ngưỡng mộ, thân cận gần gũi những người đó đó, để mình học hỏi, mình bắt chước theo người ta, thì lúc đó mình sẽ được bốn cái kết quả này. Thì ước mong cái bài giảng này sẽ đem lại kết quả cho tất cả chúng ta, giống như đó Đức Thế Tôn ngày thuyết xong cái câu kệ này đó, thì cậu bé đi kha du đó đó, cùng với cha mẹ nè, rồi là rất là nhiều chư tăng nếm được hương vị. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 109 tại đây. Phước báo pháp sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị được thanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giác. Và số sa thu lần thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con con nghe, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn, và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và kính dâng mít đến Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, vậy là Đại Đức Tuệ Đức không có trút mắt.